Xin chào tất cả mọi người, và hôm nay mình sẽ đến với đền Thánh Hương Nghĩa, một trong những ngôi đền thánh to nhất nhì của giáo phận Bùi Chu. Và đây chính là khuôn viên phía trước nhà thờ. Và giáo xứ đền thánh Tâm Hương Nghĩa được sắc phong từ năm 2010 do đức cố giám mục Giuse Hoàng Văn Tiếm sắc phong. Và hai bên ở phía trước sân nhà thờ thì người ta làm cái kỳ đài, một bên là kỳ đài thánh Giuse, bên thì là kỳ đài Đức Mẹ. Và đây chính là toàn cảnh ở nhà thờ đền thánh Tâm Hương Nghĩa, rất là cao lớn. Và nói đến đền thánh Hương Nghĩa thì người ta sẽ nghĩ ngay đến đền thánh Tâm Chúa Giêsu, được đặt tại xã Hải Hưng, ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Và trong nhà cha thì người ta xây dựng 3 tầng, rất là to lớn. Và phía trước nhà cha thì người ta đã xây một cái hồ. Và đây chính là toàn cảnh nhà thờ giáo xứ Hương Nghĩa ở bên phía Nam. Và giáo xứ đền thánh Hương Nghĩa được rất là nhiều du khách từ các nơi ở Hà Nội, ở miền Nam và các tỉnh đã về đây tham quan và hành hương. Và bên trong nhà thờ thì người ta thiết kế rất là lộng lẫy, với các tòa được phải sơn son thiếp vàng. Và khi bước chân vào đền thánh Hương Nghĩa bên trong nhà thờ thì người ta nhìn thấy rất là nguy nga và tráng lệ. Ở khu vực gian cung thánh thì người ta còn thiết kế một gác để cho tất cả mọi người, giáo dân cũng như mọi người về để tham dự thánh lễ, có được ở những chỗ ngồi để cầu nguyện rất là tuyệt vời. Và bên trong nhà thờ, nhìn những cái mái vòm này được thiết kế theo kiến trúc Gô Tích, theo truyền thống của các nhà thờ Công giáo tại Việt Nam. Và phía khu vực gian cung thánh người ta thiết kế rất là rộng. Và đây là toàn cảnh sân phía trước ở nhà cha, nhà trung tâm mục vụ của giáo xứ đền thánh Hương Nghĩa. Và bên cạnh nhà cha thì người ta thiết kế một kỳ đài Đức Mẹ Mân Côi. Và đây chính là cổng nhà thờ để tiến vào bên trong nhà thờ ở đền thánh Hương Nghĩa, ở một trong những nhà thờ đẹp và ấn tượng, được nhiều người tham quan, nhất nhì trong giáo phận Bùi Chu. Và hai bên nhà thờ thì đều có tượng tượng thánh đặt ở phía đầu nhà thờ. Cái mái vòm này nhìn rất là nguy nga trắng lệ, nhìn như kiểu những kiệt tác ở châu Âu, được đặt ở xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Và mỗi khi mọi người đến đây đều bắt gặp những du khách từ các nơi đã về đây, kể cả những du khách nước ngoài. Và đến năm 2010, cách đây độ 17 năm, thì giáo xứ đền thánh chính thức được nâng lên thành đền thánh Tâm Hương Nghĩa do đức cha Giuse Hoàng Văn Tiếm sắc phong. Thời đó bà con giáo dân đã đến rất là đông để tham dự thánh lễ mừng ngày sắc phong đền thánh. Và đây chính là toàn cảnh phía trước tháp chuông của nhà thờ đền thánh Tâm Hương Nghĩa. Mỗi tháp cao tới 4 tầng và 1 tầng tháp nhọn. Và mọi người nhớ đăng ký để đón xem video tiếp theo. Xin chào.